Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Đùa Như Thật. Và ngay bây giờ thì Minh Thường xin được chúc mừng cho người nhận được hai sự bình chọn cho riêng mình, đó chính là Akidam Vàng. Cái giây phút này sẽ là giây phút 8 người chơi sẽ phải đi tìm ra được ai là người giữ thẻ phân vai đùa từ đầu chương trình. Và bây giờ vẫn chưa biết được kết quả cuối cùng là như thế nào, xin mời mọi người chúng ta có thể thảo luận ạ. Diễn viên đầu tiên là anh Lâm, Khánh và anh Akida Phan không phải. Thì nãy giờ có hai người nói nhiều nhất, đó là chị Lê Trang và bạn Tướng Phát. Và thật sự là Khánh đang phân vân hai người 50-50. Thật sự là đang là rất là 50-50 luôn. Anh Phát nói là nó hơi bị ngập ngừng, hơi bị ấp úng á, để tìm cách để bào chữa, cho nên em đang nghiêng về bên này hơn nhiều hơn. Thì cái đó thì em sẽ tăng lên Phát khoảng cỡ 60%, Lê Trang còn 40% thôi. Anh là 99% rồi. Thì hai dữ liệu đó thì mọi người ai cũng biết rồi. Bây giờ chỉ có Trang và Phát thôi. Và lại thêm dữ liệu nữa là mặc áo đen giày trắng, nó cũng chẳng giải quyết được gì. Chung là hai người đó thì bây giờ chọn này cũng không biết ai hết đó. Em cũng tin đạo đức của anh Khoa nữa. Thứ nhất là anh không thể nào mà lừa gạt cái đồng minh của mình. Khi Phát nói câu đó thì Khánh khẳng định Phát là 99% luôn. Bây giờ anh lên 100% rồi. Các người đã bị tôi lừa rồi. Tôi chính là người giữ thẻ đùa. Anh không tin, tại vì cái lúc em cười em nói vậy á, anh thấy trong cái hàm miệng của em có hàm răng sứ là em đã giả ngay từ lúc đó rồi. Trời ơi. Vẫn còn phân vân một tí thôi, nhưng mà anh lại suy nghĩ là không bao giờ chương trình sẽ ở đây có hai phụ nữ thì sẽ không bao giờ cho phụ nữ đâu. Và cái người em nghi nhiều nhất đó chính là Phát. Ủa tại sao mọi người lại đổ dồn cái sự nghi ngờ vào em vậy? Mọi người có quyền làm chuyện đó. Mặt gian nhất hai điểu hôm nay, hai nhân vật này mặc áo nổi nhất làm chi? Một người mặc áo chiếu, một người mặc áo cá ba sa nướng với bạn. Thời gian bàn luận của chúng ta đã hết, xin mời 8 người chơi chúng ta ghi bình chọn mình vào tờ giấy. Và bây giờ, theo kết quả của chương trình, người đã được bình chọn nhiều nhất đó chính là... Xin mời! Luồng sáng dừng lại ở vị trí nào? Đó chính là người được bình chọn nhiều nhất và chúng ta sẽ xem được thẻ phân vai của họ là đùa hay thật. Đó chính là Tấn Phát. Em về hành tinh của em. Tấn Phát đã nhận được 6 sự bình chọn đến từ những người chơi trong tuần này. Wow. Nhiều đúng không ạ? Vậy thì chúng ta xem ở đằng sau thẻ phân vai của Tấn Phát là đùa hay thật mọi người nhé. Xin mời Tấn Phát. Đùa như thật, thẻ số 4. Thẻ phân vai của Phát là... Thẻ phân vai của Phát là... Trời ơi, là thật. Phải nói là người giữ thẻ đùa rất xuất sắc trong vai diễn của mình ngày hôm nay. Tôi dành một tràng hổ tay trước đã, trước khi chúng ta tìm ra được người này là ai. Rất cao tay, xin mời ánh sáng. Gian ác thiệt. Xin mời em.
10 triệu đồng thuộc về Lê Trang. Sorry mọi người, xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Vậy bả vạch vạch mặt đồng đội bả rồi bả làm tùm lum hết. Bây giờ anh nghĩ đi, anh nghĩ đi. Nếu như tụi em không nói thật thì làm sao biết anh là người thật? Đúng rồi. Vậy anh là người đùa hả? Vậy anh là người nói đùa đúng không? Thì tại vì nói anh thật là không chịu. Anh nói giờ anh đâu biết nói đùa đâu. Anh nói thiệt không hả? Gì cũng nói thiệt mà. Sau chương trình này em quý Phát rất nhiều. Tại vì khi mà một con người, khi mà người ta bị dồn vào đường cùng mới biết đối phương chắc chắn là cái người đó mà mình không phải á, thường thường ta sẽ lồng lộn, ta sẽ ấy không? Và cái người em nghi nhiều nhất đó chính là Phát. Nghiêng về bên này hơn nhiều hơn. Khánh khẳng định Phát là 99% luôn. Bây giờ anh lên 100% rồi. Mà Phát là một con người rất là bình tĩnh. Chắc có chia trước với Trang rồi. Bây giờ bình tĩnh, Minh Sù sẽ giúp mọi người sâu chuỗi lại tất cả mọi dữ kiện mà ngày hôm nay chúng ta mở ra. Đầu tiên, dữ kiện thứ nhất đó chính là ba nhân vật không giữ thẻ đùa, đó chính là Quốc Khánh, Quốc Khánh, Dương Lâm, Lý Dương Bảo Lâm và Akira Phan. Chương trình đã đưa em một dữ liệu rất quan trọng. Người giữ thẻ đùa đã từng sưu mũi. Không có dữ liệu là đã từng sửa mũi. Thật sự em đang nghi ngờ đội bên kia, trong bốn người bên kia có một người giữ thẻ đùa. Còn Thuận Nguyễn, làm gì mà em lạnh co ro vậy? Em đang ngồi suy nghĩ có ai đang giữ thẻ đùa. Hồi nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều. Câu trả lời của em là chưa có ai hết. Dữ kiện thứ hai đó chính là Phát, Chát, Đan, Tà, Cánh. Anh là đang nghi ba người con trai. Anh là đang nghi ba người con trai. Còn tụi em người ta Khánh. Thi Khánh hả? Ở bên kia đang rất tò mò. Câu trả lời của chương trình đó chính là biết ngay mà. Thấy không? Dữ kiện cuối cùng đó chính là người mang giày màu trắng và mặc áo màu đen, có thể là áo khoác hoặc là áo trong. Căng à. Lưu ý với hai đội, thật sự ra tới cái giây phút này thì chúng ta sẽ thi cá nhân hết. Tất cả đều cá nhân, chúng ta qua đây chúng ta cùng bàn với nhau, nó sẽ dễ hơn. Bên kia không có quyền lên tiếng. Chương trình truyền hình đến đây là hết. Biết luôn rồi hả? Biết luôn hả? Biết luôn rồi anh ơi. Với sự diễn xuất rất tuyệt vời của Lê Trang, bạn đã ẩn mình và đặc biệt hơn hết là bạn đã nhận được giải thưởng 10 triệu đồng cùng với kỷ niệm chương đến từ Đùa Như Thật tuần này. Chúc mừng!